lên phụ ba cũng cũng khai trương vòng 10 vía thần tài nè. Chào quý vị, chào ông bà cô chú bác đi. Hôm nay mùng 10 con chúc ông bà cô chú bác kinh doanh hồng phát, phát tài phát lộc nha. Bây giờ mau lớn đi bán nước mát Sài Gòn với ba này nha. Ủa thắp ở đâu nè? Thắp bên địa phương, thắp mà bên qua bên Phú Quốc mà. Anh biết rồi, chỉ anh thôi, cho tôi thắp nào trước. Dạ anh thắp bên địa phương đi, tại em đang cầm nhang là của bên Phú Quốc đó. Anh không biết nhưng mà cái bàn nào. Rồi ra đi. À cũng xe hai bên rồi hả? Dạ cũng xe hai bên với một bàn nữa. À bàn này bàn của ông bà đúng không? Cái gì có một cái
ở bên đây luôn hả? Dạ. Rồi, hai mâm là à một một mâm là của bên Điền Quân, mâm của bên Food. Rồi, ông bà cũng mặc cái mai phù hộ cho. Công ty điện cung cấp luôn rồi, công ty cho mình. Xếp đèn lên ông địa thì chắc là lên tầng chợ trước, thì tầng chợ thì cũng cấp. Lên lầu 2 luôn. Người đẹp không quay. Đây bà ổng nè, bà ổng ra lại lại mà ông thần tài nha, mà nói thần tài thần địa phù hộ cho ba con với các cô chú ha. À, đây lại nè, đây nó đẹp không đó, cái mâm cúng của thần tài thần địa của Colorman Food đẹp không nè. Rồi đó, rồi Tiger nè, một ba lần nha. À, thầy giờ nói nè, bây giờ bà chị nói nè. Rồi là hôm nay là ngày mùng 10. Ngày mùng 10 Tết, vía thần tài. Con Tiger hôm nay có duyên lên đây phụ với ba con ngày cúng khai trương. Kính mong thần tài thần địa phù hộ cho ba con với lại công ty Colorman Food, cái công ty Điền Quân ăn nằm ra vượt mọi khó khăn năm nay. À, để tạo nhiều giá trị để giúp cho các ông bà cô chú và đặc biệt là các cô chú nhân viên của công ty. Hy vọng năm nay khởi sắc, ở đời sống như là tươi tắn hơn. À, hy vọng để sang năm có một cái Tết nó đầy đủ hơn cho các ông bà cô chú bác của công ty của ba con. À, rồi lại nha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À. Ok. Đây là Trung Quốc. Đây. À. Kéo xuống, kéo xuống. Kéo xuống ha. À. Được không? Được, vô luôn. Lát ra cho nó dịnh lân á, dịnh lân chắc khoái lắm á. Trời, nhìn ra nhìn như đâm chiêu ngoài kia kìa. Đây kìa. Đi rồi nhìn mấy ông lân ở ngoài kìa. Có sợ không nha, giờ ra rồi. Ra. Con rờ ông thần à, rờ thần tài cái lấy hên coi. Nha, 2 3. Ôi trời. Oh. Wow. Đây. Nay là VIP tới dự VIP tới dự lễ khai trương. Đó. Nè con khều ông thần tài đi nè. Rồi, kìa, rồi cầm cục vàng ông thần tài đi con. Nghe.
Khoái khoái. Rồi bỏ ngậm nha. Rồi ok. Đó. Không có sợ nè, cầm đi con. Cầm cục vàng đi. Nha, năm nay là cho vô khoảng chừng tấn vàng nha. Đó, giờ qua đi. Đó, thằng Tài là thằng tới thằng Địa nè. Đó. Đó. Đây, thằng Địa là con, ông Địa nè. Yeah, yeah. Nắng quá, nắng quá, nắng quá. Ây da, mỏi tay quá. Lăn vô luôn. Lăn vô luôn. Lăn vô luôn, rồi cho đẹp luôn. Rồi, ok. Hai ba cười, hai ba cười, hai ba cười, hai ba cười. Trời nóng quá. Rồi ok. Đó. Nè lần 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 làm gì kìa. Cứ lần làm gì pập 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 kìa. Pập 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 kìa. Ồ pập 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 kìa. Trời không sợ luôn á. Không sợ luôn, đâu có đâu sợ. Đó nó rờ. Rồi, chúc cho tay Galaxy nha. Cho tay Galaxy cũng lân nha. Rồi, đông quá mấy cô chú, đông đưa ông vui quá. Thế nè, ai đây? Bỏ cái mặt ra. Bỏ khẩu trang ra, trang điểm mà. À. Không biết có cái ông nào mà trên cái phim hay, phim hay comment hoài, cứ kêu Hoàng Anh hoài nè. Ủa, phim hay TV hả? Quay kỹ kỹ Hoàng Anh chút. Rồi lấy dĩa đi. Lấy dĩa nha, rồi. Lấy dĩa. Ừ. Xin dĩa sao không có chồng có con là chết luôn á. Thôi vô nắng quá. Rồi vui quá nè đó. Đây cô Thảo đó. Ai có bồ sắp lấy chồng nè. Đó lấy dĩa lấy dĩa. Ủa Hoàng Anh hôm nay mấy nhân sự mới vô chưa? Hả? À? Chưa thấy ai vô luôn à? Tại vậy? Đi, vô, thở vô nắng nha con, vô trong nha, giờ nắng nha. Trời ơi, ngồi ngoài ngồi giống như chờ thời vậy, giống chờ trời vậy. Đem nước mát Sài Gòn ra để nó đứng đứng giữa đó bán luôn. Thì nó mới đúng concept. Gần quá nhờ. Ok rồi. Ui, vô nặng quá. Yeah, vui hả con? Vui không? Loại ẩm không rồi, hơi chuột rút rồi, à, đuối luôn, hơi chuột rút, hơi chuột rút, đuối luôn, ơ, không phải nè, coi giờ là, yeah, nè, rồi, thôi một vài một ít gọi là ít phút không khí ngày mùng 10 ở dưới thần tài cũng khai trương ở tại công ty của Colorman nha, dạ mến. Một lần nữa mến chúc quý bà con cô bác gần xa năm một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an lành may mắn. Yeah. Muốn gì được đó, phát tài phát lộc, ai có kinh doanh thì phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng cả năm nha. Yeah. Cùng nhau chúng ta sẽ đi qua năm 2023, năm nay nó còn khó khăn nữa, nhưng mình cũng có niềm tin rằng là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp. Rồi xin chào tạm biệt quý bà con cô bác nha. Xin chào, chào các, chào. Trời ơi, cười. Nè con nhìn máy.